Chào mừng bạn đến với kênh thông tin chính thức Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Những thông tin y khoa chính thống, những kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, những chia sẻ cuộc sống mẹ bầu và gia đình trẻ, thông tin các dịch vụ sản phụ khoa, tất cả sẽ được cập nhật trên kênh YouTube Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách đeo khẩu trang đúng. Trước khi thực hiện đeo khẩu trang, chúng ta cần thực hiện sát khuẩn tay nhanh hoặc vệ sinh tay thường xuyên. Đối với khẩu trang y tế có hai mặt, mặt màu xanh đậm hơn có tác dụng chống thấm, chúng ta sẽ đeo bên ngoài. Mặt màu xanh nhạt hơn có tác dụng hút ẩm, chúng ta sẽ đeo vào trong. Trên khẩu trang có một thanh nẹp làm bằng kim loại mỏng có tác dụng cố định trên khuôn mặt của chúng ta. Chính vì vậy khi đeo khẩu trang chúng ta cần đặt thanh kim loại này ở phía trên sống mũi. Sau đó chúng ta sẽ đeo các phần dây thun ra phần tai. Khi chỉnh khẩu trang chúng ta cần làm cho thanh nẹp được ôm sát vào phần mũi của chúng ta. Và phần dưới khẩu trang thì chúng ta làm cho khẩu trang được ôm kín cằm để đảm bảo mũi, miệng, cằm của chúng ta được khẩu trang che kín. Khi tháo bỏ khẩu trang, chúng ta cần thực hiện luồn các ngón tay vào phần dây thun, sau đó từ từ tháo bỏ khẩu trang, đảm bảo khẩu tay của chúng ta không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang. Sau đó chúng ta sẽ bỏ khẩu trang vào thùng rác có nắp đậy. Đối với khẩu trang vải cũng như vậy, chúng ta đeo khẩu trang cần đảm bảo che kín được vùng miệng, vùng mũi và vùng cằm của chúng ta ôm sát. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe và theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh YouTube Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Hãy bấm biểu tượng like, đăng ký và chia sẻ video này cho cộng đồng. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc.